Chưa, được rồi đấy. Hello mọi người nha, mọi người ơi, vào lại giúp nhà em nha. Lỗi quá mọi người ạ, thông cảm giúp nhà em nha. Rồi cả nhà đợi một chút nha, tiếp tục lại bán này. Tiếp tục quay lại mọi người nha, tiếp tục tặng mũ nha, mũ nồi hàng loại 1 luôn. Hôm nay tặng luôn ạ, mũ nồi hiện đang bán với giá 99k, tặng cho ai chia sẻ nha. Mọi người ơi, vào lại like giúp mình nha mọi người nha. Em xin lỗi mọi người nha. Em xin lỗi mọi người rất là nhiều, em đóng với chị cái này nhá. Em xin lỗi mọi người rất nhiều nha, mọi người vào lại giúp em mọi người nha, vào lại giúp em đi ạ. Ok, vào lại like giúp em tí yêu nha. Áo em đang mặc đang được sale với giá 499k tình yêu ơi. Nào mọi người chia sẻ để like stream giúp em tí ơi. Trời ơi, xinh quá, mũ này quá xinh này tình yêu này. Má này quá xinh luôn, 499k nhá. Áo phao có đủ các màu luôn. Nhìn cái lông của nó này tình yêu, nhìn cái lông của nó này quá đẹp luôn nhá. Áo phao đủ màu đang được sale với giá 499k tình yêu nhá. 499k mọi người vào like và chia sẻ để like giúp em tình yêu nhá. Chia sẻ để like giúp em tình yêu, 499k kèm số điện thoại nhá. Phao 499 kèm số điện thoại đi ạ. Ai muốn mua phao nhìn năm mà để comment giúp em là phao 499k kèm số điện thoại nhá. Nhìn cái mũ lông của nó biết là hàng hiệu. Đây là hàng hiệu đắt tiền luôn tình yêu nhá, rất là đẹp luôn này, thì cái mũ lông của quá luôn. 499k tình yêu nhá. 499k. Nào mọi người ơi, chia sẻ giúp em đi ạ. À. Ai đã chia sẻ rồi thì mọi người nhanh tay chia sẻ thêm giúp em mọi người nhá. Đấy chưa, trắng trắng rồi. Ai đã chia sẻ thì mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. 499k tình yêu nhá. Chốt cho Đàm Thị Như Quỳnh nhá. Ok, Đàm Thị Như Quỳnh là một áo 499k màu trắng. Ok, Vân Triệu. Ok tình yêu này. Ok Vân Triệu nha. Ok Vân Triệu này, chốt 499k kèm số điện thoại. Ok Tâm Nguyễn nha. Ok 499k kèm số điện thoại tình yêu ơi. Cái này không bỏ mũ ra được đâu mọi người. Ok là Tâm Nguyễn là chốt rồi nhá mọi người, chia sẻ đi ạ. 5 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các trang nhóm tiêu nhỏ chế độ công khai nhá. 499k mã như Nguyễn Nam mặc quá là ra sốt không được đâu mọi người ơi. Giá này chỉ bán trên like cho ai chia sẻ được các tình yêu nhá. Bà qua tại quầy thì em đang niêm yết là giá này là 750 cả nhà nhá. Tại quầy là bán là 750 và bán cho ai chia sẻ like cho mọi người ơi. Nếu như không chia sẻ like thì em sẽ không bán cho mọi người với giá là 499k mã này đâu tình yêu ạ. Mã này bình thường bán toàn 7-800 thôi cả nhà, không có giá 499 đâu cả nhà nhá. Bán cho ai chia sẻ like thôi tình yêu. Nhìn này cái lông của nó quá đẹp luôn tình yêu nhá. Cái lông của nó quá là đẹp luôn, ok ạ. Đợi em một xíu nhá. Cho mình xem Hồng bạn đang cầm. Ok này. Hồng đang cầm có luôn cả nhà ơi. Hồng đang cầm có luôn. Ai muốn lấy mã như của Yến đang mặc comment giúp Yến mọi người nhá. Ok 549k. Mã của em đang mặc là 499k kìa nhá. Mã của Yến đang mặc là 499k. À đổi mã khác tình yêu nhá, đổi mã khác nhá. Còn 549k tình yêu ơi. Còn 2 con 549k tình yêu nhá. Mã này 549k còn 2 con này. 549k còn 2 con mã phao dáng dài tình yêu ơi. Mã phao dáng dài 549k. Còn duy nhất 2 con thôi cả nhà nhớ. 549 này trời ơi. Nhập vào em thật với các chị yêu là bên ngoài á, phải bán cái này 800 là không bao giờ dưới giá 800 luôn. Con này nó mềm lắm mọi người ạ. Trời ơi, chất nó đẹp dã man luôn. Em kéo chị mắt. 549k mọi người ơi. 549k mã như của Yến Nam mặc mọi người nhá. 549k mọi người này. Bán cho ai chia sẻ, nếu như không chia sẻ thì mọi người ơi sẽ không được mua với giá 549 đâu. Còn có 2 con duy nhất thôi cả nhà ơi, giúp em áo này. Áo vàng lông đen bao nhiêu? Ok tí nữa nha em sẽ thử nha. Mọi người ơi tiếp tục chia sẻ like giúp em để tặng mũ nha các tình yêu nhá. Đây có rút eo này. Ok, hoa lan rừng hồng dài 549k, chỉ còn một con duy nhất cuối cùng cho ai chốt con nữa này. Con duy nhất thôi cả nhà ơi. Nhà em còn đúng 2 con thôi, còn đúng 2k. Ở 2 con này xả nốt chỉ trên like ai chia sẻ là các tình yêu nhá. Bán duy nhất ở trên like, còn bên ngoài cửa hàng liên biết là 750 đấy các chị ơi. Bên ngoài cửa hàng bán liên biết là 750 cả nhà nhá. Ai lấy thì chốt nhanh giúp em ạ. 549 bán cho ai chia sẻ like cho mọi người ơi. Được xem hàng thoải mái luôn mọi người ạ. Bên em cho đồng kiểm thoải mái cả nhà nhá, bởi vì rất là tự tin về cái chất lượng mặt hàng bên em bán nhá các chị yêu nhá. 549 còn một con duy nhất nữa thôi cả nhà ơi. Con phao hồng 549 còn một con duy nhất thôi ạ. Ai lấy thì comment luôn giúp em ạ. Giá liên kết tại cửa hàng là không ở dưới giá 700 luôn các chị yêu nhá. Bán trên like cho các chị là 549 và bán cho ai chia sẻ like thôi. Nếu như không chia sẻ thì mọi người ơi em sẽ không bán được với cái giá 549 đâu cả nhà nhá. Mọi người nhanh tay chia sẻ đi ạ. Nào
nào mọi người chia sẻ like, mọi người chia sẻ để được mua phao này với giá 549k mọi người nhá. Bán cho ai chia sẻ luôn mọi người nha. Con phao hồng rút eo quá xinh luôn này. Phao hồng rút eo quá xinh luôn cả nhà nhá. Bán cho ai chia sẻ like thôi tình yêu ơi, chất quá đẹp luôn nha. Ok, em qua mẫu khác nha, con này qua mẫu khác ôm dáng luôn mọi người ạ. Phao ôm dáng luôn. Đấy mà qua nó rất là khác tình yêu nha. Rất là mềm luôn mọi người ạ. Tối lên con nâu này, bạn nào hỏi con nâu, lên con nâu nha. Lên con nâu mọi người nhá, lên con nâu nhá. Nhưng mà bán cho ai chia sẻ được cả nhà ơi, không chia sẻ là em không bán đâu cả nhà ơi. Rồi lên siêu phẩm nâu giá 449k nha. Nâu chị thử dáng ngắn màu vàng đi ạ. À, phao đỏ có tình yêu nhá, rất là nhiều luôn. Bạn muốn dáng ngắn hay dáng dài nha. Nào, lên con nâu giá 449k các tình yêu ơi, nhanh tay giúp em nào. Nâu 449 cả nhà ơi, nâu 449 này. Ok, hoa lan rừng nha, ok tình yêu nha. Vẫn nhà em vẫn sẽ bán cho mọi người với cái giá là 549k. Thật sự riêng nhận được hàng mọi người không cần phải đắn đo luôn. Quá là sốc với cái giá tiền luôn cả nhà ơi, quá là sốc với giá tiền luôn nhá. Ok ok, đấy chết cho thiên lý phao dài kìa em ơi. Ok, ôi trời, thế là thiên lý đã. Thiên lý là hết. À, thiên lý là người cuối cùng nhận được phao dáng dài bên mình nhá. Thế là hết hai con đúng không? Thiên lý lấy phao dài nào, thiên lý ơi, bạn lấy phao dài nào? Phao dài hồng hay là phao dài nâu ạ? Mọi người ơi, con này bao nhiêu em nhỉ? 449 ạ. Em ơi. 449k. 449k kìa nhá, 449k mọi người ơi. Con này quá xinh luôn, 449k nào, chốt nhanh cho bạn yêu nào. Chất cực kỳ dày dặn mọi người nhá, chất cực kỳ dày dặn luôn, có rất là nhiều màu luôn. Màu sữa cả nhà ơi, bán này có cả màu sữa nhá, màu sữa màu đỏ lại 499k mọi người ơi, bán cho ai chia sẻ nhá. Bán cho ai chia sẻ like 499k kìa ơi. Ok lại Bích Phương em ơi, áo phao dài hồng kìa. À, đây đây đây, còn một con là hết này. Bích Phượng lấy phao dài hồng giá 549k. Ok tình yêu ra giá 549k. Này em hết rồi nha, có đúng hai con cuối thế cùng ở chốt nốt này. Hai con dáng phao dài là hết rồi cả nhà ơi. Con này là 499 đấy mọi người này. 449. 449 cả nhà ơi, 450.000 một con phao dài quá đẹp luôn. Chó nhìn cái lông của nó cực kỳ dày dặn luôn tình yêu nhá. Lông cực kỳ dày dặn luôn nhá. Ok này, quỷ quái này em ơi, chốt 449 màu đen kìa. Ok, có cả màu đen. Màu đen, màu sữa, màu nâu nhìn nam mặc đây ạ. Màu đen, màu sữa, màu nâu và bao cân nặng dưới 65 cân các chị yêu nhá, chất quá đầy luôn. Bán cho ai chia sẻ, nếu như không chia sẻ thì em xin phép là không bán trong cái đó nữa chị yêu nhá, bởi vì giá lên rất là. Màu đen đấy nha mọi người nhá, cho mọi người xem chất này cực kỳ là dày dặn luôn. Có cả đỏ luôn cả nhà ơi. Em mặc lại con màu phao hồng nha cả nhà nhá. Áo phao rằng ngày em ngắn vàng à, ok tình yêu nhá. Ai bạn nào chốt nâu dồn đơn nhỉ? Ok, thiên lý nâu dồn đơn, ok tình okay, yêu nhỉ? Ok, thiên lý nâu dồn đơn nhá, đẹp quá mà cả nhà ơi, đẹp quá mà cả nhà ơi. Nguyễn Nguyệt, ok, cái màu hồng inbox, ok tình yêu Nguyễn Nguyệt nhá. Bạn các tình yêu mà nào mà cho em địa chỉ luôn thì chắc chắn là sáng mai mọi người sẽ được đi đơn luôn nhá. Còn bạn nào mà đợi gọi chốt đơn thì chắc phải chiều mai hoặc là ngày kia nhà em mới đi đơn được. Cho nên là mọi người nếu mà rảnh thì cho em luôn địa chỉ vào inbox nhá mọi người nhá. Có tí nữa nhà em sẽ lên áo dạ sau nha. Em ơi cho chị cái con này với. Cho chị xem. Đấy một xíu nhá. Con này bao nhiêu em nhỉ? 519 ạ. 519 con hồng này cả nhà ơi, 519 con hồng này nhá. Cảm ơn Thiên Lý nha. Thiên Lý mua mấy cái áo shop nhà em rồi Thiên Lý ơi. 519k tí ơi, 519k con hồng này này. Đẹp quá mọi người, kiếp rút eo. 519k con hồng này tí ơi nhá. Thắt eo này mọi người này. Thắt eo mọi người thỏa xuông ra cũng được luôn nhá. Này bầu bí bon chen thoải mái luôn. 519 ca bán cho ai chia sẻ nào. 519 bán cho ai chia sẻ mọi người ơi. Quá là dày dặn luôn. Bình thường toàn bán 700-800 mọi người nhá. Bình thường toàn bán 700-800 luôn. 519 ca thì ơi, 519 ca và có hai màu. 519 ca có hai màu là màu xanh. Màu xanh và màu hồng ở nhà ơi, phao quá dày luôn. 519 á, ok là 519k màu hồng kìa em ơi. Chốt cho bạn Thanh Tịnh Vũ này. Ok tình yêu nhá, 519k màu hồng. Comment luôn giúp em mọi người ơi, phải chia sẻ nhá. Nếu như không chia sẻ em không bán 519k con này đâu. Con này đẹp màu xanh nữa luôn. Mà chỉ có 519k thôi cả nhà ơi, rẻ quá luôn ý. Toàn bán 700-800 thôi, ai bán con này có 500 mấy á cả nhà. Ok qua mẫu cả nhà ơi, qua mẫu nhá. Tạ Mến hỏi mẫu, Tạ Mến hỏi gì nhờ quên mất rồi. Mặc phao nào dài có mông ạ? À, mà Sam ơi, bạn mặc thoải 1m64 rất là nhiều mẫu qua mông luôn bạn ạ. Mặc thoải mái luôn. Riêng mẫu dài này bạn này 449k. 449k con này nhá. Qua mông em ơi, chốt kìa. Ok, chốt Hường, cho Hường Vũ nhá. Phao ngắn 489k màu đỏ. Ok tình yêu nha. Ok tình yêu nha. Má này xinh quá cả nhà, má này xinh quá luôn.
qua mẫu ở nhà nhá. Em cho chị con cổ cổ ấy chưa? À cho phong ngắn đi. Phong gì mang hết những mẫu khác lên là bao tiền em? 400. Ê ơi mọi người ơi, em cho mọi người xem siêu phẩm này nhá. Sốc luôn mọi người. Ok này, em ơi chốt cho Như Quỳnh cái gì xanh dương kìa. Ok. Ok Như Quỳnh đâu nhỉ? Như Quỳnh. Ok đây. Như Quỳnh nha, ok tình yêu Như Quỳnh nha. Làm thì Như Quỳnh xanh dương chốt rồi nhá. Ok này. Okay. Mọi người ơi, em lên một siêu phẩm mới đi thôi nhá. Con này quá xinh luôn này, trời ơi. Cổ da beo mọi người nhá, cổ beo nhá. Ok ạ. Con này bao nhiêu ạ? 479 tinh ơi, trời ơi, con này xinh quá mà có 479 tinh ơi. Đẹp cực kỳ luôn mọi người. Quá đẹp luôn. Em chốt cho ai? Dạ hương pin cái gì kìa. Ok, hương nguyên phao ngắn màu vàng, ok tình yêu nha. Ủa khiếp đẹp dã man thế. Đẹp thế, con này đẹp nhỉ. Nào, con này 479k là 479 nào, chốt nhanh cho em ạ. Phao báo tiêu nhá, 479 phao báo đây, cổ báo đấy mọi người này. Cổ báo đấy mọi người nhá, quá là sang chảnh luôn. 479 là quá dày luôn cả nhà ơi. Chất quá đẹp nhá, bán cho ai chia sẻ thôi ạ. 479k con áo phao béo. Màu xanh và màu sữa tiêu nhá, xanh và sữa có dây rút này. Có dây rút đấy. Đây dây rút ở dưới chỉnh này nhà mọi người nhá. Đây có dây ạ. Có dây rút cả nhà ấy, có dây rút hai bên nhá cả nhà nhá. Có dây rút hai bên cả nhà nhá. 479 em. 479k. 479 mọi người ơi, 479 con phao báo này. Phao báo 479 cả nhà ơi. Phao báo 479 hai màu sữa cả màu ra. Màu ghi nhá cả nhà nhá. Ok, hương mũ nồi màu sữa. Ok ạ. À, ok ạ. À. Hương Ria nhá. Mũ ok, mũ nồi màu sữa rồi đơn. Ok tình yêu nhá. 99k cái mũ. Đây là hàng loại 1 mọi người. 99k điều nhá. Mũ có dây rút luôn. Điều chỉnh độ dài tình yêu nhá. Bán cho ai chia sẻ, nếu như không chia sẻ sẽ không bao giờ được mua về cái giá này đâu tình yêu ơi. Áo phao báo tí ơi, áo phao báo là 479k điều nhá. 479 này mọi người nhìn giúp em nhá, chất của nó này. Trời ơi, áo phao này mặc lên quá ấm luôn này cả nhà này. 479 cả nhà nhá. 479 này. Mọi người phao béo quá xinh luôn, kết hợp với lại chân váy da rất là sang luôn. Cái phao báo này luôn. Hai màu thì hai màu nhá, 479 này. Ấm quá mọi người, ấm quá là ấm luôn. Mọi người hiện tại nhà em đang live dưới cái thời tiết đó là 8 độ C và mở cửa nhá mọi người nhá. Không sợ lạnh khi nào đã có phao rồi. Đúng rồi, rất là ấm luôn cả nhà. Thực ra là mặc vào không muốn cởi ra luôn ạ. Ok, em sẽ lên siêu phẩm khác tình yêu nhá. Lên siêu phẩm khác đi ạ. Lên sang một mã siêu phẩm khác tình yêu nhá. Xem. Mọi người đẩy view lên giúp Yến, 100 view người xem sẽ bán con này với giá bao nhiêu? Bán 2 con mọi người ơi, nhà em sẽ chỉ bán 2 con này với giá đó là 199 đúng không? Ok này. Mọi người ơi, em có 2 con siêu phẩm mọi người, 2 con siêu phẩm cho chị mặc một gel đi. Em có 2 con siêu phẩm này và bán cho ai chia sẻ mọi người ơi. Bao giờ view lên giúp em là được 120 view ạ. À, bán ngay con phao này với giá là 199k nào. Sale từ 450 xuống còn 199 tình yêu ơi. Nào mọi người nhanh tay chuẩn bị chốt giúp em. Trời ơi cái ống tay re của nó quá xinh luôn này. Ống tay này rút nó này. Trời ơi quá xinh luôn nha. Mất cảm giác ở đây nha, rút eo đây nha. Rút eo đây nha. Rất là đẹp luôn, con này đẹp cực kỳ, cái chất của nó rất là đanh chứ mà cô phong không phải là loại mỏng đâu nha. Đây, 519k nhá. Có gì inbox cho hàng được nha. Trời ơi, con phao này đẹp quá cả nhà ơi. Phao này đang bán sale với giá 199k. Mọi người đẩy view giúp Yến ạ, lên 120 người xem bán 199k luôn ạ. 199k luôn, bán lỗ 4 con này luôn để đẩy view lên giúp Yến nhá. Đẩy view lên giúp Yến làm 120 người xem mọi người ơi. Lông thỏ có size mọi người nhá. Mọi người má này mặc lên quá xinh. Hơi lóa quá. Ừ lóa quá em ạ. Được rồi đấy chị ạ. Được rồi đấy. Tối đúng không? À đấy, như thế này cho mọi người nhìn rõ luôn nha. Mọi người nhìn rõ hơn không ạ? Cho đỡ lóa này thì lại nhìn cho nó chân thật sống động mọi người nhá. Phao này mọi người ơi, con phao này mọi người ơi, 199. Nhưng mà bán cho ai chia sẻ cả nhà ơi, chia sẻ giúp Yến ạ. Lên mốc là 120 người xem em sẽ chốt ngay con này. Với giá 99k thì ơi, 99k con này mọi người nhá. Quá là rẻ luôn, 99k mọi người ơi. 99k mã này thôi mọi người ơi, bán cho ai chia sẻ like mọi người nhá. Con phao này dáng ngắn này rất là xinh luôn mọi người ơi, quá dày nha mọi người nhá, quá dày luôn này. Phao quá là dày luôn. Gel 199k nhưng mà bán cho ai chia sẻ là cả nhà đẩy giúp Yến lên 120 người xem. Ok này. Nguyễn Lệ là chốt một gel 199k nào. 199 thì ơi, 199 nha mọi người. Mọi người ơi, 98 view rồi mọi người, tiếp tục đẩy lên. Lên 120 người xem ạ. 120 người xem chốt con này 99k nào. 99k nha tình yêu nha. Cổ quá xinh luôn, cổ lông kiều quá xinh tình yêu nhá. Ok. Ok tình yêu ơi, 199k con này thôi cả nhà ơi, có hai màu là màu cam với cả màu dê của nhà ơi. Chất này của ơi, chất quá là dày luôn cả nhà, chất quá là dày nhá mọi người nhá. Ai đã
chia sẻ để chốt ngay con này giá 199k mọi người ơi. 199k mọi người ơi. Cổ lông đỏ quá xinh nhá cả nhà nhá. 199 là chốt ngay cho bạn nào mà chia sẻ like thôi. Không chia sẻ like thì sẽ không bán giá 199 đâu cả nhà ơi. Ok. Comment giúp Yến là áo phao màu xe hoặc áo phao màu cam 199 tình yêu nhá. 199k kèm số điện thoại cả nhà nhá. Bán cho ai chia sẻ like thôi. Không chia sẻ like sẽ không chốt đâu ạ. Chốt ông Nguyễn Lệ rồi nhá. Chốt ông Nguyễn Lệ rồi này. Các tình yêu comment kèm số điện thoại luôn nha mọi người nhá. Hai màu là màu cam và màu rêu, nhớ cam và màu rêu tình yêu nhá. Ok Nhung Phan à. Ok Nhung Phan 199k tình yêu nhá. Chốt cho hai tình yêu nữa rồi này. Em xin phép đọc qua màu tình yêu nhá. Áo hồng đằng sau bao nhiêu? Áo hồng nào nhỉ? À, áo đấy là áo màu ấy. 489k tình yêu nhá. 489k. Cái màu đấy là màu be đấy nhỉ. Màu be. Màu cả nhà nhá. Mẫu cũng xinh anh ạ. Bao tiền anh? 479 á. Mọi người ơi, thêm một siêu phẩm mới mọi người nhá. 479 có sai tình yêu Nguyễn Lệ nhá. Con cổ lông kiều là tình yêu ơi. Có sai này. Con cổ lông kiều 479. Riêng hàng có sai là mọi người đã biết là nó siêu phẩm như nào rồi đấy. Quá là rẻ luôn ạ. 479 tình yêu ơi, con cổ lông kiều này quá xinh luôn. Dạ shop ở cổng phụ chợ sinh viên sư phạm nhá. Cả màu xanh ở anh. Cái này nhiều màu luôn mọi người ơi, 479 này. Có màu xanh nha mọi người ơi. Xinh quá mọi người. Chị Tà Mến ơi, chờ chị chuẩn bị nhá. Bọn nhà em hiện tại chỉ còn đúng một con ơi, phao vàng quá. Cổ đen thôi. Chị chút nữa sẽ lên nha mọi người, chốt nhanh nha. Chỉ còn đúng một con thôi. Con này là 479 cả nhà ơi, 479 có hai màu này. 479 cả nhà ơi, có khúc giả luôn cả nhà nhá. 479 á. Mã này là màu xanh 479k mọi người nhá. Màu xanh 479k. Thao béo như Yến Nam mặc mọi người nhá. Cực ấm luôn. 479 này, cổ lông này, cổ lông kiều cả nhà nhá. Rất là dày dặn luôn. 479 kèm số điện thoại giúp Yến nhá. 479k kèm số điện thoại. Ai lấy thì nhanh tay chia sẻ giúp em nhiều nhá. 479 bán cho ai chia sẻ rồi. Quá là rẻ luôn. Sale từ 550 luôn tình yêu ơi. Quá là dày và quá là nặng nhá. Từ 550 xuống còn 479k tình yêu nhá. 479 nào. Chốt nhanh cho chị yêu làm mà đã chia sẻ. Còn hai con hai màu thì ơi, còn màu sữa. Còn màu sữa và còn màu xanh như của Yến đang mặc nhá mọi người nhá. Màu sữa và màu xanh tình yêu nhá. Màu sữa và màu xanh ai lấy mã này comment luôn giúp Yến mọi người nhá. Ai lấy mã này comment luôn giúp Yến ạ. Nhớ là chia sẻ like cho giúp Yến tình yêu nhá. Ai lấy nhớ là xe like giúp Yến thì tình yêu ơi. 490 à, 479 tình yêu ạ. 479 quá là xinh luôn. Mã này mặc ấm lắm mọi người ạ. 479 em ơi, 479 nhá. Thử sang màu xanh cho mọi người xem nhá. 479 mọi người ơi. Anh ơi, 479 cả nhà ơi. Ok là Thiên Lý số điện thoại. Thiên Lý ơi, Thiên Lý có đơn cho em. Có đơn rồi nha. Đây là Thiên Lý dồn đơn 479 nhá. Dồn đơn cho Thiên Lý nhá. Màu trắng hoặc là màu xanh 479 cả nhà, có quy giả này. Má này toàn là hàng phao bên Quảng Châu thôi cả nhà, chứ rất là đẹp luôn. Mà bây giờ thị trường toàn là bán 500-600 ấy. Em nói thật với các chị là em chỉ lại có đúng 30.000 một cái này là căng rồi ấy, là nhiều luôn ấy. Hàng nhá, hàng em bao suất luôn. Vâng, cái này là các chị ơi cứ đồng kiểm hàng trước khi nhận nhá. Bên em rất là tự tin về cái chất lượng sản phẩm bên em luôn. Đây ạ. Phao quá là xinh luôn mọi người nhá. Hàng chuẩn loại 1 luôn, phao quá dày luôn này. Trời ơi, chất quá là dày luôn cả nhà nhá. 479k đi ơi, 479 mọi người nhá. Ai lấy mã này mọi người comment luôn giúp Yến là áo phao màu xanh 479k đi ơi nhá. Xanh hoặc trắng 479 nhá. Qua mẫu nào cả nhà ơi, qua mẫu nào. À, qua mẫu cho mọi người xem qua ấy, mọi người nhá. Thử phao có mũ đằng sau đi. Ok. Mẫu này là lên một mẫu siêu phẩm tiếp theo nào, đại hàn nào. Phao đen giúp eo đi. Ấm quá mọi người ơi. Phao ngắn vàng, ok tình yêu nha, chuẩn bị lên phao ngắn vàng đấy nha. Mẫu này là 489k màu trắng. 489 màu trắng sữa mọi người ơi, 489 màu trắng sữa này. Ok phao xanh kìa em ơi, chốt của Yến Phạm phao xanh kìa em ơi. Chụp ảnh màn hình đi em. Ừ. À ok.
chốt à, kéo chị cái này lên cái em ơi. Ok tình yêu ơi, 479 ạ. 400 bao nhiêu anh? 489 ạ. 489 tình yêu nhá. 489 nhá. Phao béo 489 nhá mọi người ơi. Cái này có đủ các màu luôn, có cả màu vàng này, màu đỏ này, màu hồng phấn này, màu sữa mọi người nhá, màu sữa nhìn nam mặc này. Có cả màu đen cả nhà ơi. Trời ơi, xinh quá, phao béo xinh quá mọi người ơi. Mũ này của nó đây. Xinh quá mọi người ơi. Áo phao béo đủ các màu luôn, cái này mà đi Sapa thì tuyệt vời cả nhà ơi. Mà chả cần cứ nói đi Sapa ở cái thời tiết tầm 8 độ này là em tin chắc là các chị là phải sắm ngay một em này để mặc rồi. Nó xinh dã man luôn cả nhà. Comment giúp em mọi người ơi, comment giúp em là áo phao béo cả nhà nhá. Áo phao béo là áo phao béo 489, xinh quá mọi người ơi. Áo phao béo 489 cả nhà nhá, bán cho ai chia sẻ thôi nha. À, bạn Văn Phạm mới có, chốt cho bạn Văn Phạm một cái áo 479 màu xanh rồi nhá, chốt cho bạn yêu rồi nha. Ok này. Đây ạ, à, phao béo đó cả nhà ơi. Ừ, 479 màu xanh là cái đấy. Phao béo tình yêu ơi, phao béo tình yêu nha. Đây ạ, à, ai lấy thì comment luôn giúp Yến nhá. Áo phao này có đủ các màu luôn. Sẽ mặc sang màu đỏ cho các chị xem nhá, mặc sang các màu đỏ cho các chị xem nha. Mặc sang màu đỏ cho các chị yêu xem nhá. Có cho mình xem. Ô, bạn tạm mến xem cái gì nhỉ? À quên, ok nhá, bạn tạm mến đợi mình một xíu nhá. Con này là đang, em đang mặc sang màu đỏ này. Đang mặc sang màu đỏ cả nhà ơi. Con này xinh quá. 599k và một con duy nhất. Trời ơi, xả về giá gốc đúng 599k tiêu ơi. Con này ạ, à, xả về giá gốc. Con này đang rất là hot kaki của Giang Zozo ở 599k. Giang Zozo bán 750 cả nhà nhá. 599k còn một con kaki màu vàng này cả nhà ơi. Một con kaki vàng 599k. Trời ơi, hàng loại 1 luôn cả nhà. Nhìn cái mũ lông của nó thì biết là hàng loại 1 rồi cả nhà nhá. Mũ lông cực kỳ dày luôn nhá. Ai lấy đi chốt nhanh giúp Yến là con kaki vàng 599 luôn anh. Mọi người đừng nhầm cái hàng loại 2. Mọi người đừng nhầm hàng loại 2 nhá. Chỉ ở cái mũ lông ấy không các chị ạ. Nấm nấm xem màu đỏ đây, màu đỏ đây mọi người ơi. Màu đỏ đây cả nhà ơi. 489k nha các tình yêu nha. 499 tình yêu ơi. Có size nha, bạn mặc cùng size với lại Nhung Phan, mặc thử cái gì nhỉ? Thôi mặc vào vàng. Rồi mọi người ơi, tranh thủ chốt siêu phẩm giúp em nhá mọi người nhá. Lâu lâu mới có một cái giá này. Không có nhiều đâu cả nhà ơi, không có nhiều đâu ạ. Ai lấy chốt nhanh giúp em tình yêu nha. Tạm biến ngày mai qua lấy có được giá đó không? Cái này em chỉ bán ở tại trên Nai đấy các chị yêu ạ. Phan đang mặc free size các tình yêu nhá, free size giúp em này. Cái này nó rất là dễ mặc luôn mọi người ạ. Ấm dã man luôn mọi người ạ. Ai chốt thì chốt phao đỏ giúp em nhé tình yêu nhá, phao đỏ này. Ôi phao này xinh dã man luôn cả nhà ơi, phao đỏ kèm số điện thoại tình yêu nhá. Mặc lên siêu cute luôn. Chất rất là dày dặn luôn, phao béo mặc lên cực yêu nhá cả nhà nhá. 489 đúng không? 489 phao đỏ nhá. Phao đỏ, phao hồng, phao sữa này. À phao này, đây là màu sữa đậm mọi người ơi. Màu nâu đậm mọi người ạ. Be, cái này mọi là be, màu be. Be đậm. Đây ạ. Be đậm trắng sữa, đỏ đô. Be đậm bên ngoài là kiểu như là hơi phớt hồng các chị yêu ạ. Phao đang mặc ok này, bạn nấm nấm là chốt màu đỏ size S ok tình yêu nhá. Không có size, có size. Cái này là hàng free size cả nhà ơi. Ok tạm mến mặc xem nhá. Ok ạ. Một con duy nhất thôi mọi người ơi. Vâng, còn một con duy nhất. Ok chốt của bạn gì em ơi? Nguyệt Vuka kia em ơi, 489 kia, chốt của Nguyệt Vuka. Lên màu vàng này nhá các tình yêu nhá. Con này là sale về giá gốc ấy chứ không bao giờ có cái giá này đâu mọi người ạ. Trời ơi, hàng loại 1 các chị ơi, Giang Du đang bán 800 màu đỏ nhé. Ok 57k vừa 57 cân vừa thoải mái luôn. Áo đang mặc là 489k tình yêu nhá. Áo đang mặc 489k có rất là nhiều màu, màu trắng sữa, màu be, màu vàng, màu đỏ đô và màu đen các tình yêu nhá. Không béo rút dây eo không bạn. À có màu hồng. Không không, không béo cơ. Bạn ơi phao nó phải phồng. em ơi rút cho bác. Trời ơi, cái mũ của nó đấy các chị ơi. Sổ đẹp thế. Ui cái mũ của nó phồng dã man luôn đấy mọi người ạ. Nào 599k trở về đúng giá gốc các chị ơi, không một lãi một đồng nào luôn nhá, không được lãi một đồng nào luôn. Còn chưa tính 599k thì ơi, còn một con duy nhất 599k mọi người ơi. Có phao thắt eo rất là nhiều mẫu luôn tình yêu ạ. 599k kèm số điện thoại. Mọi người ơi, còn đứng một con thôi. Còn đứng một con cuối một cùng. Một con thôi ạ, nhìn cái mũ lông các chị nhỉ.
thì cái mũ lông của nó biết là hàng đắt tiền rồi các chị yêu nhá. 599k, còn một con duy nhất thôi cả nhà ơi. Còn một chiếc duy nhất thôi cả nhà nhá, 599 này. Bán cho ai chia sẻ cả nhà nhá, bán cho ai chia sẻ nhá mọi người ơi. Ai lấy mã này thì mọi người nhớ là chia sẻ like xuất biến mọi người nhá. Chia sẻ. Đúng rồi ạ, à, chỉ có em bán gọi là em bán xả lỗ chị yêu nhá. Bán xả lỗ mới có giá đó thôi. Rồi qua mẫu nha mọi người nha. Ok này, qua mẫu này. Thao béo màu vàng đấy chị yêu, thao béo vàng đây ạ. 549 à 489 này. 489 con thao béo đấy chị yêu ơi. 489 con thao béo này ạ. Áo rút eo 500 còn màu à, còn màu xanh và màu hồng tình yêu nhá. Tạm mến ơi, ngày mai qua lấy được tình yêu nhá. Có qua lấy được nhá. Vâng, mọi người phải chốt trên like, xong bắt đầu là mọi người chia sẻ like, em chỉ bán cho ai chia sẻ like thôi. Mọi người ơi, chỉ bán cho ai chia sẻ like cho tình yêu nhá. Giá liên miết là 600 đấy các chị ơi. Ờ quỷ quái ha ha, đổi cho em phao dài 4 chỉ thành phao ngắn, phao ngắn. Em ơi em đổi màu gì em ơi? Được chị đổi cho em á, chỉ đổi một lần trên live giúp chị nha. Đổi màu gì đi em bảo đổi giúp chị nha, đổi sang bộ phao 489 màu gì nha. Ok Trinh Hoa chốt màu vàng. Ôi bạn ấy quá nhanh luôn, nó chưa kịp giới thiệu luôn. Quá đẹp rồi mọi người, không phải đắn đo gì. Quá nhanh quá nguy hiểm trời ơi, bởi vì nó quá okay, đẹp. Ok, được rồi, chốt cho quỷ quái ha ha thì màu ấy nha. À không rộng đâu tình yêu ơi, nấm nấm ơi, em cao 1m47 thì không rộng đâu nha. Ờ được được. Màu hồng xinh nhỉ, em thích màu hồng lắm. Trời ơi, màu vàng đẹp quá mọi người ơi, màu vàng nổi nấm nấm ơi, không sợ đâu nha, bởi vì em cao 1m47 không sợ. Ok, màu vàng tình yêu nha. Mọi người chốt nhanh nha. Màu vàng là 489k tình yêu, 489k phao béo này. Dưới 65kg là các chị yêu vẫn vừa nha các chị nhá. Cái màu vàng này nó rất là hot luôn và rất là hiếm luôn đấy mọi người ạ, rất là hiếm luôn. Đẹp quá mọi người ơi, mẫu này đẹp quá mọi người ạ, mà cực kỳ tôn da luôn các tình yêu. Cái này không có màu hồng này. Nhỏ mẫu đẹp nhất. Ok em qua mẫu cả nhà nhá. 489k mẫu phao béo như Yến Nam ạ. Bạn nào có cả màu hồng đấy cả nhà ơi. Có cả màu hồng bao nhiêu? 489k thôi tình yêu ơi. Ôi giả lắm mọi người, nặng này, nặng dã man luôn nhá. Mọi người nhìn giúp em này, trời phao này. Phao phải đẳng cấp như này chứ. Không phải là hàng loại 2, loại 3, loại N nào đâu tình yêu nhá. Phao là hàng loại 1 đấy, phao hàng Quảng Châu. Mọi người ơi, 419k con mã này này. Ok, các tình yêu cho em thì phải chốt thì phải có số điện thoại mọi người ơi. Phải có số điện thoại giúp em nhá. Ai lấy mã nào cho em số điện thoại đi. Đẹp quá trời ơi, đẹp quá trời quá đất luôn. Phao quả chám tí ơi, phao quả chám á. Đang được sale với giá là 412k tí ơi nhá. 412 phao quả chám này. Phao chám, ôi đội với mũ nồi màu hồng rồi đúng là hợp. Ôi, tông sệt tông đẹp luôn cả nhà ơi. Tông sệt tông đẹp luôn. Phao chám nha, 419k thôi các tình yêu ơi. Màu hồng nha. Màu hồng, màu xanh. Xinh quá mọi người ơi, màu hồng, màu xanh. Phao quả chám 419k điều nhá. 419k. Ai lấy thì chốt nhanh giúp em là phao quả chám kèm với số điện thoại. Đây, 3 màu luôn các tình yêu nha. 3 màu luôn này. Ồ, 3 màu hồng, màu xanh này. 3 màu luôn này. Màu đen, 4 màu, màu hồng, màu xanh, màu đen. Đây cả nhà ơi, phao quả chám 419k điều nhá. 419k phao như Yến Nam mặc mọi người nha. Rất là gọn, cái dáng này rất là gọn luôn. Dễ thương mọi người ạ. Ôi các tình yêu có thể đội chung với lại túi á, túi trên này. Yêu các mọi người ơi, áo này yêu cực luôn mọi người ạ. Phao quả chám 412k gì đâu nhá, 412k được đồng nghiệp. À có cả túi trên tay nữa tình yêu này, có túi trên tay nhá. Đủ các màu luôn okay, tình yêu. Ok, chốt cho bạn là màu vàng nha. Ok tình yêu này có đủ các màu luôn. Cầm có đủ các màu luôn tình yêu, phao quả chám đủ các màu luôn tình yêu nha. Đây túi ở bên trên nè. Túi bên trên này xinh cực luôn. Mặc cái này đáng yêu lắm mọi người ạ. Rất là gọn người luôn nhá. Gọn người, giá này hợp lý. 419 nữa tình yêu, quá rẻ luôn. 419 cả nhà nhá. Đây ạ, mũ đây tình yêu ơi. Xinh quá mọi người, có phao dài đỏ nha, chị Hoa nha, có nha. Ok ạ, em sẽ cho mặc qua cho các chị yêu xem sang đến màu vàng nhá, sang màu vàng nhá, mặc thử qua màu vàng cho các chị yêu xem nhá. Cái đang mặc của mình đang bán là 419k tiêu nhá,
419k phao quả chám, comment xuống phía là 419k phao quả chám kèm màu kèm với số điện thoại thì yêu nhá, chốt nhanh đơn hàng. Và cái này là hàng Quảng Châu các chị ơi, không phải là hàng may lại hay là hàng của xưởng đâu các chị nhá. Hàng này bên em ạ là luôn tự tin à. Các chị cứ đồng kiểm thoải mái luôn, cho kiểm hàng trước khi nhận hàng nha các chị nhá. Phao quả chám màu vàng. Phao quả chám màu vàng 419k mọi người ơi. 419k ship tỉnh là đồng giá 30.000 cả nhà nhá, ship đồng giá 30k. Túi bên trên này, túi bên trên ngực này rất là xinh luôn. 419k thì yêu nhá, phao quả chám á. Ai ai vào like thì nhớ là share like giúp em thì yêu nhá, nhớ là chia sẻ livestream giúp em thì yêu ạ. 5 lần trên trang cá nhân và 5 lần lên trên các trang nhóm yêu nhá. 419k thì yêu ơi, 419k phao quả là xinh luôn. Phao quả là xinh luôn, 419 cả nhà nhá. Có cả màu xanh màu đen cả nhà nhá. Phao quả chám màu xanh màu đen màu hồng. Xanh đen hồng vàng. Xanh đen hồng vàng. Gì cơ? Hôm nay hen nhỉ? Ừ, thế á, đục like này được hơn 20 con rồi. Kinh. Thế đục chốt ở like này đúng không? Hay là ship Phổ Yên à, ship Phổ Yên 28k tình yêu nhá. Áo à, áo vàng đó, áo vàng là 419k thôi mọi người ơi, rẻ dã man luôn đấy, tranh thủ mua đi mọi người ơi, lạnh dã man rồi. Chắc quá là xịn luôn. Đây màu xanh đây nha. Vàng, người trang lại màu vàng đây, màu vàng đây ạ. Đây là phao chám nhá, mọi người comment giúp em là phao chám nhá. Phao chám kèm màu kèm 419 à, kèm số điện thoại nhá, 419k. 419k tiêu nhá. 419k có đủ các màu luôn tình yêu ơi. Màu hồng và màu đen. Hồng, hồng xanh vàng đen. Ok, tí nữa sẽ lên phao rút em nữa. Ôi mọi người tranh thủ mua cái mẫu này giá rẻ lắm. Mẫu này xinh quá mọi người ơi. Mặc lên siêu đáng yêu mọi người ạ. Không, mua tại shop không được giá này đâu mọi người ơi. Tại shop mà phải đắt hơn 100.000 đấy mọi người ơi. Mọi người đặt hàng trên like xong rồi có thể qua shop lấy nhá mọi người nhá. Nhà em rất là thoải mái. Bạn ưu tiên những ai chia sẻ. Đúng rồi, mọi người nhớ phải chia sẻ like giúp em ấy, nhất là mọi người chia sẻ like giúp em 2 lần trên trang cá nhân nha và 5 lần trên các hội nhóm để được mua cái giá này nha mọi người nhá. 419k hoa quả chám thi yêu nha. 419 thôi ạ, quá là rẻ luôn, cực kỳ đẹp luôn mọi người nhá. Phao sò và rất là đanh luôn mọi người nhá, mặc cực kỳ ấm luôn ạ. Ai lấy comment luôn giúp Yến là phao quả chám thi yêu nhá, phao quả chám kèm với số điện thoại và kèm với màu sắc luôn tình yêu nhá. Ok ạ, chốt nhanh cho tình yêu nào mà chia sẻ livestream tình yêu nhá. Qua mẫu còn dáng dài đỏ. Ok em qua mẫu thì nhiều nhá, qua mẫu nha. Ok, cái vía dại. Nhưng mà chị bên trong thì mặc áo màu này thôi. Mọi người ơi, dạ kẻ này sale em còn khoảng độ 5 con này nữa thôi, sale 179.000 nốt này. Dạ kẻ sale 179k lốt tình yêu nhá. Thì thoảng giữa like lại một là một vài con siêu phẩm, mọi người là ai đang theo dõi like từ nãy đến giờ sẽ được mua với cái giá siêu phẩm nha mọi người nhá. Rồi, ôi, đẹp quá mọi người ơi. Dạ kẻ 179k tiêu ơi. Dạ kẻ 179k tiêu nhá. Còn 5 con duy nhất đang sell từ 450.000 xuống còn 179k tiêu nhá. 179k còn 5 con duy nhất là thôi tình yêu ơi. Dạ kẻ 179 tiêu nhá. Ủa biết thấy lúc ấy đông đông 200 mấy phải ra con này này. Phao phao quả chám giá 419k tình yêu ơi, 419k mọi người comment giúp em là phao quả chám kèm màu nữa nhá. Cái này đẹp mà, cái này mặc lên thì đừng dáng luôn tình yêu ơi. Cúc to nha, cúc đẹp. Cúc quá to, quá đẹp luôn. Cúc cái này đang cúc thoải mái mọi người nhá. Ba cúc xả là 179k thôi tình yêu ơi. Xả 179k, con vest thì đang mặc nhá. 179k kèm theo số điện thoại đi ạ. Ok, Thúy Bin cho số điện thoại nha tình yêu ơi. Cho mình số điện thoại nha mọi người, chốt giúp em là dạ kẻ nha. Dạ kẻ 179 tiêu nhá, dạ kẻ 179. Ô mọi người đợi chút nha, em qua mẫu này sẽ lên ra lại phao dáng dài giá 449k các tình yêu ơi. Rồi lên mẫu nồi màu đen này. À, em đổi sang mũ lùi màu đen tiêu nhá. Trong hợp với tông này. Mũ lùi tình yêu em, mũ okay. Lùi màu đen ạ. Ok, Nguyễn Hoài một dạ kẻ màu đen, ok tình yêu nha. À dạ kẻ đây. Ok. Quả chám 419k mọi người ơi, quả chám 419k. Có size S tình yêu, Thúy Bin có size S nha. Bạn mặc cùng size với mẫu nhà mình nha bạn nhá. Rồi 419k các tình yêu ơi, comment giúp nhà em nào. 179k phép thì đang mặc mọi người nhá. Dạ 179k nha, dạ kẻ nha. Dạ kẻ đây là hàng 2 lớp. Trời ơi đẹp dã man mọi người. Em chỉ còn có 5 con em mới sale với cái giá là 179 nữa tình yêu ạ. Còn có đúng 5 con nữa tình yêu nha. Chốt nhanh cho Biến là dạ okay. Kẻ 179k tình yêu nhá. Còn 5 chiếc duy nhất thôi. Và bán cho ai áp dụng chia sẻ like tình yêu nhá. Ok, ai chốt mọi người cho em kèm số điện thoại nha. Ok, Hoàng Loan dạ kẻ, ok tình yêu nha. Ok, Thúy Bin nha, mọi người comment một lần thôi giúp em nha. Comment một lần giúp em thôi là được rồi ạ. Comment một
một lần và để số điện thoại là bên em đã tự động lên đơn thành công cho các chị rồi nhá. Chỉ cần là comment một lần giúp Yến thôi ạ. Dạ kẻ đang được sale với giá là 179k, trời ơi quá rẻ luôn. Có mơ cũng không được nghĩ là sale một cái giá rẻ như vậy tình yêu nhá. Xác định là sẽ lỗ mất 50% để từ giờ đến Tết bên em sẽ xả toàn bộ kho hàng tình yêu nhá. Mọi người cố gắng là em sẽ like, bên em sẽ like một ngày 3k tình yêu nhá. Mọi người cố gắng là theo dõi đủ livestream okay, bên em tình yêu nhá. Ok Thúy Vinh, ok Thanh Huyền nha, ok Thanh Huyền nha. Xác định yêu comment một lần giúp em nhá. Dạ kẻ kèm số điện thoại giúp em nhá. 179k tình yêu, 179 nào, còn hai con duy nhất ạ. Còn hai chiếc duy nhất cho tình yêu làm mà chậm tay nào. Còn hai chiếc duy nhất cho tình yêu ơi, 179k con dạ kẻ quá đẹp luôn tình yêu nhá. Quá đẹp luôn, quá là xinh luôn ạ. Áo len là một lát nữa mình sẽ lên những cái siêu phẩm khác tình yêu nhá. Đợi em một tí xíu nhá mọi người. Áo len 99k không tình yêu ơi. Nào ai ạ, ai chốt nốt mấy con dạ kẻ giúp em nào. Còn hai chiếc dạ kẻ thôi tình yêu nhá. Còn hai chiếc dạ kẻ thôi ạ. 179k thôi tình yêu ơi, quá là rẻ luôn nhá. 179k quá là rẻ này. Comment luôn giúp em nhá. Dạ lịch sinh mà mọi người ơi. Ok qua mẫu nhá. Con này bao nhiêu anh? 469 tình yêu ơi. Lên một thêm siêu phẩm bao luôn nhá mọi người nhá. 469 nào mọi người ơi. Giá này là chỉ có giá trên live mọi người nhá. Qua mua tại cửa hàng lúc nào sẽ phải chênh lên tầm độ 50 đến 100 nghìn mọi người nhá. Con này là mũ pha màu nha. Ui mũ xinh quá mọi người ơi. Ok đấy. Em hỏi chị bác. Trời ơi thích quá mọi người ơi. Eo lên nha mọi người nha. Ôi nó ấm dã man luôn mọi người này. Cổ cao cực luôn nha mọi người nhá. Cổ cực cao luôn. 499k thì ơi, 499k nhá. À 479k thì ơi nhá. 479 này. Dây rút bên dưới đây các chị yêu này. Đây là mũ pha nha. Pha màu mọi người nhá. Cái này má này là pha màu ạ. 479 nha. Đây mọi người, đằng sau như này này mọi người nhá. Đây, rất là đẹp luôn ạ. Mẫu này cực kỳ là đặc biệt luôn. Đây là hàng hot mới của năm nay luôn nhá. Bán cho mọi người giá trên like, giá siêu phẩm luôn ạ, giá rẻ luôn. Bán siêu phẩm, giá siêu rẻ luôn. Đấy, mẫu này mặc cực kỳ đẹp mọi người ạ. Nhìn cái cổ của nó vát vát như này. Trời ơi, cổ này em mở đẹp luôn mọi người xem nhá. Đẹp lắm mọi người ạ. Đây cổ đấy mọi người ơi. Pha màu cực đẹp luôn nhá. Quá xinh luôn, cái này dây rút này mọi người này. Tùy chỉnh cái độ to nhỏ để sao cho vừa người. Đây, mọi người buộc vào nhá. Đây mọi người có thể buộc vào như thế này này. Đây. Má này xinh quá mọi người ạ. Má này đẹp cực kỳ luôn. Ai lấy comment luôn giúp Yến mọi người nhá. Má này xinh quá luôn. Toàn áo phao béo dáng đẹp thôi mọi người ạ. À lên thử lại cái con pha màu trắng. Còn màu trắng cổ lông lên ạ. Cổ lông này đẹp. Ok. À lên dạng kẻ cổ lông đi. Qua mẫu cả nhà ơi. Toàn phao hàng đẹp thôi cả nhà ơi, toàn phao hàng đẹp thôi. Mũ của mình đang đội là giá 99k thì nhá. Mũ nổi giá 99k và có đủ tông màu cho tình yêu lựa chọn này. Màu be, màu trắng, màu ghi, màu sữa. Ok, cái này bao tiền em? 249k thì ơi. Áo dạ kìa. Trời ơi, mã này đẹp siêu phẩm luôn này cả nhà ơi, nhìn giúp em nhá. Bên trong ạ, hoàn toàn đều là trần bông và lót lông thì yêu nhá. Trần bông lót lông này quá là ấm luôn nhá. Cái mũ của nó đấy ạ. Riêng cái mũ lông của nó cũng rất là dày luôn, lông cực kỳ mịn nhất tình yêu nha. Mã này đang được sale với giá là 249 thôi em. 240 à? 249 à? 249 ca tiêu nhá. Mà áo lông là đang được sale với giá là 240. Lót lông kiều các tình yêu nha, lót lông kiều luôn ạ. Lót lông kiều luôn mọi người, tranh thủ này. Tranh thủ. Đấy rất là đẹp luôn. 249 ca tiêu nhá, 249 ca mã như Việt Nam mặc này. 249k tình yêu nha. Hai trăm bốn mươi chín k mã này tình yêu ơi, trời ơi, mũ lông quá là xinh, quá là sang chảnh luôn nha. Mũ lông quá là xinh, quá là sang chảnh luôn. Cái này đóng cúc mọi người nhá. 249k tình yêu ạ. 249k kèm số điện thoại tình yêu nhá. Quá xinh luôn này. Mã dạ kẻ tình yêu nhá. Mã dạ kẻ 249k này. Ai lấy nhanh tay comment luôn giúp em tình yêu nhá. Số lượng cực kỳ có hạn tình yêu ạ. Lạnh quá mọi người ơi. Mặc áo này cực kỳ ấm luôn nhá.
áo phao là rộng, áo phao em đã lên rất là nhiều siêu phẩm một tí yêu ạ. Áo là, áo phao đã lên rất là nhiều siêu phẩm một tí yêu nhá. Ok này, thiên lý lấy một dạng kẻ. Ok, cho thiên lý một dạng kẻ nhá. Ai lấy thêm dạng kẻ nữa thì comment luôn giúp Yến tình yêu nhá. Ai lấy thêm dạng kẻ thì comment luôn giúp Yến tình yêu nhá. Dạng kẻ quá là xinh luôn. Đang xảo với giá là 249k luôn tình yêu ạ. 249 và áp dụng với tình yêu là mà chia sẻ livestream tình yêu nhá. Ok, em thêm là em lên thêm một áo phao lúa tình yêu nhá. Anh em lên thêm một áo phao lúa tình yêu nhá. Áo phao dáng dài này. Trời ơi, con này lên xinh dã man luôn. Áo phao dáng dài. Ồ, cái mũ lông của nó này mọi người nhìn giúp em nhá. Lên lại mã này bởi vì mã này đẹp quá mọi người ơi. Mã này đang được sale với giá 499 thôi anh. 499k tình yêu nhá, 499k này. 499k kèm số điện thoại tình yêu nhá. Ôi con này xinh quá luôn ý, 499k mọi người ơi. À, mũ là 99k tình yêu, mũ 99k tình yêu nhá. 499k nào. Ai lấy mọi người comment luôn giúp Yến nhá. Áo má phao màu trắng hay phao trắng 499k tình yêu ấy. Phao trắng 499k nhá. À, mũ của em là 99.000 thôi chị yêu ơi. Mũ của em là 99k nhá, bán cho ai chia sẻ like tình yêu nhá. Trời ơi, mọi người nhìn giúp em này, cái mũ lông của nó này xinh dã man luôn nhá. Mã phao này có màu đen không anh nhỉ? Có màu đen không nhỉ? Có màu đen, có màu đỏ và có màu xanh tí ơi. Màu đen, màu đỏ, màu xanh. Màu đen, màu đỏ, màu xanh đủ các màu luôn cả nhà ơi. 499k tí yêu nhá. Rẻ quá mọi người ơi. Trời ơi, phao này toàn phao đại hàn đâu các chị ơi. Mã này quá xinh không? 499k tí yêu nhá. 499k tí yêu nhá. Ai lấy thì comment luôn giúp em mã này nhá. 499k kèm số điện thoại. Nguyễn Dung chị mua mũ à? Chị ơi, chị lấy mũ thì comment cho em là mũ kèm màu kèm số điện thoại nhá. Có sao tối thế nhỉ? Có màu đen, màu đen, màu sữa mọi người nhá. Màu đen, màu sữa nhá. Sáng cái cỡ. Màu đen, màu sữa các chị yêu nhá. Ok, thử màu đỏ nhá tình yêu nhá. Ok, thử ra màu đỏ cho các chị xem này. Ôi, cái mũ lông của nó xinh quá các chị ơi. Em sẽ qua màu đỏ cho các chị xem nhá. 499k thôi các chị ơi, 499k này. 499k mọi người nhá, sẽ qua màu đỏ cho các chị xem này. Con này xinh nhờ, đẹp hết. Đây mọi người, con này màu đỏ đấy mọi người nhá. Màu đỏ này, mũ lông này. Cái mũ lông của nó đây mọi người nhá. Cái này là hàng full size cả nhà, cái này hàng full size. À, phao đại hàn, hàng full size các chị ơi. Oh, trời ơi, con này đẹp quá mọi người ơi. Đỏ đấy đẹp mọi người. Ôi màu đỏ đẹp ra man, trời ơi, ấm lắm mọi người ạ. To đùng luôn. Em ơi, 499k mã này tình yêu, 499k mọi người nhá. Anh thủ bán nốt nhá. Ôi con này yêu quá. Ấm lắm mọi người ơi, cái con này ấm dã man luôn ý. 499k. Mày sợ. 499k tình yêu ơi. Thử kaki đỏ, cái đấy không phải kaki đỏ à, kaki. Cái này nó kiểu da lộn ấy mọi người à. Tí nữa 499k tí yêu nhỉ. Tí nữa lên mã này nhỉ. Xinh quá mọi người ơi, xinh quá mọi người ơi. 499k kèm số điện thoại tí yêu nhỉ. Ai lấy mã này mọi người comment luôn giúp Yến. 499k kèm số điện thoại. Áo phao đại hàn luôn đấy ạ. Ấm dã man. Có cái phao đen ngắn cho chị xem nha. Ok, ok chị nha. Đợi em một tí nha. Phao đen ngắn ok chị. Đấy. Phao đen ngắn có đấy các chị ơi. Sao không biết màu đen là trôi đâu. Lên màu xanh, em ơi có màu xanh không nhỉ? Có màu xanh, có đây nhá. Đây con này này. Có màu xanh đấy cả nhà ơi. Ok là em ơi, Trịnh Hoa lấy là 499 đỏ với cả một mũ trắng kìa. Ok, chúc cho chị Trịnh Hoa nhá. Trịnh Hoa lấy gì ấy? Ôi.
499 đỏ mũ trắng. Ok tình yêu nha. Lông mũ okay, tháo, lông mũ tháo được, lông mũ tháo được, mọi người yên tâm. Cái con màu xanh này là không có lông á chị ơi. Có lông. À có lông nhưng em chưa lắp ạ. Có nghĩa là tháo nó thoải mái. Đây này nó có cúc nha mọi người nhá. Màu xanh cũng xinh dã man này. Em mới chị. Cái điện thoại đó. Anh cứ lấy hộ chị Yến cái điện thoại. Ở trong cầu thang nhờ anh lấy em cái. Đây nhìn cái khóa của nó là biết là chó cái khóa đồng này quá đẹp luôn. Mát cứng luôn mọi người nhé. Shop ở số 61 đường Lê Quý Đôn nha, ở cổng phụ chợ sinh viên đại học sư phạm các tình yêu nhé. Cổng phụ chợ sinh viên đại học sư phạm nha. Rồi mọi người ơi, mọi người chốt cái mã này thì comment giúp em nhé. Phao này nó có cả lông mũ, mọi người yên tâm. Tháo được ra thoải mái, mọi người giặt thì mọi người tháo mũ ra, tháo lông mũ ra thoải mái nha. Rất là đẹp luôn, có ba màu tất cả đây, có ba màu đây. Là chị đang hỏi áo phao đen này đây nha, em tranh thủ luôn nha. Áo phao đen này, hàng này cũng hàng có lông này mọi người. Phao ngắn đây, phao ngắn đen có lông đấy nha. Đây. Áo QQ ấy, áo mẫu mặc có giá là 499k mọi người nghe rõ giúp em nhé. 499k. Quá là rẻ và chưa từng có cái giá này luôn. Chưa từng có cái giá này luôn mọi người ơi. 499k có 3 màu này. Có 3 màu này. Ui rất là rẻ luôn mọi người ơi. 499k. Cái này nhìn yêu nhỉ. Mọi người, cái này mọi người có thể mặc thành thành nhóm được thành nhá mọi người nhá, thành nhóm luôn, mỗi đứa một màu luôn, đi Sapa chơi thì á. Cái này xinh nhanh nhỉ, nhìn nó buồn cười nhở. Yêu thế. Cái này yêu thế, nhìn cái này mà đi Sapa thì thích nhở. Cái này nó có lông mũ mọi người nhá. Đây là em chưa kịp lắp thôi. Có phao dài ngắn, có phao dài ngắn nhá. Được rồi, nhẹ. Rồi qua mẫu này nha, mọi người ai chốt mẫu này thì comment giúp em là phao 499 kèm số điện thoại giúp em cả nhà nhá. Phao 499 kèm số điện thoại giúp em nha. Rồi mọi người ơi, em qua mẫu khác nha. Qua mẫu khác tình yêu nha. Màu đen này mặc dù ok tình yêu ơi. Phao dáng ngắn á, phao dáng ngắn có luôn cả nhà ơi, rất là nhiều phao luôn, nhà em chẳng có gì ngoài phao cả, toàn phao Đại Hàn thôi cả nhà nhá. Toàn phao Đại Hàn thôi. Cả nhà vào like chia sẻ like giúp em tình yêu nhá. Ok, em mong hình như lại lên view rồi. Áo đen bao nhiêu kilo? Áo đen bao nhiêu kilo vừa? Mẫu cao 1m55 nha mọi người ơi, có phao béo dáng ngắn tình yêu ạ. Ui rất là nhiều luôn, mọi người đợi một chút. Đây, mọi người đợi em một chút nha. Đây ạ. À, em sẽ lên lại con này cho cả nhà xem nhá. Đây phao dáng ngắn đây. À con hồng bút, chị con hồng bút em ạ. Vâng, chị cứ mặc bộ đấy thì để. Mẫu cao 155 và lặng 17 cân cả nhà nhá. Phao này là 489 tình yêu ấy. 489 hả em? 489 cả nhà ấy, 489 đấy nhá mọi người ơi. Phao ngắn 489 cả nhà ấy, phao ngắn 489. Phao ngắn 489 cả nhà nhá. Ai lấy phao ngắn đi comment luôn cho em là phao ngắn 489. Em ơi chị bay không? Ok tình yêu. Phao ngắn 489 cả nhà nhá. Em đổi áo 489 béo thành 499 đỏ dài nhé. Ok tình yêu nhá. Ok Trinh Hoa nhá. Ok Trinh Hoa nha. Được rồi. Lý ơi em ghi Trinh Hoa đổi và giúp chị nha. Em xem lại màu, em xem lại màu trắng sữa vừa nãy ạ. À. Đây màu trắng sữa đây tình yêu ơi, màu trắng sữa đây. Trắng sữa đây cả nhà ơi. À đây, đây là màu bi ạ. À, con này là 489 cả nhà ơi, phao 489 cả nhà nhá. Bán cho ai chia sẻ nào cả nhà ơi, rẻ quá luôn, phao 489 nào. Bán cho ai chia sẻ cả nhà nhá. Đây có cái mẫu áo mẫu đây mà có cả hai màu nha, trắng sữa và màu bi ạ. Người con men trắng sữa bi ạ. Có màu vàng luôn kém. Trắng sữa be vàng. Trắng sữa be vàng thì ơi 489 đỏ luôn, đen đỏ luôn. 5 màu. 489. 489 142 kg 1m50 mặc vừa thoải mái nhá. 489 mọi người ơi, mã này là 489 nhá mọi người nhá. Áo phao dáng, áo phao ngắn đấy tí ơi, áo phao béo ngắn là 489 nhá mọi người ơi. Ánh sáng mặt trời. Ok video Hoài đổi thoải mái luôn nhá. Đổi thoải mái luôn nhá. Các bạn là đổi inbox lại cho shop để cho các bạn. Inbox mọi người ơi, chụp ảnh màn hình sau đó inbox tình yêu nhá. 489k tí ơi, mã này ạ. Đủ các màu luôn, 489 tình yêu nhá. 489 xem cái con màu đỏ cũng được nhá. 489 tình yêu nhá. Xinh quá mọi người, đang mặc 489k thôi mọi người ơi. 480. Đây có cả màu đỏ cả nhà ơi, có cả màu đỏ nhá. Huyền Vi ơi, phao dài 449 còn tình yêu nhá. Phao dài 499 dài con. Ok, cái này là mặc màu trắng. Ok tình yêu, để cho bạn xin mẫu mặc màu trắng nha. Ok, lấy cho chị con màu trắng. Em đang định mặc màu đỏ lên cho mọi người xem nữa. Trời, màu đỏ cũng xinh lắm luôn mọi người ơi. Em đang lên phao, đợi em một xíu nhá.
Cái tay bạn cầm màu sữa, ok, mặc màu vàng. Còn đợi em một xíu rồi em sẽ mặc hết nha mọi người nhá. Em một xíu để em mặc hết nhá. Từ từ để em mặc nhá. Em sẽ mặc màu sữa lên cho mọi người xem này. Màu trắng này mọi người này. Màu trắng mọi người ơi. Ô thôi để em. Đây em mặc tạm cho mọi người xem màu mọi người nhá. Không phải kéo khóa nữa vậy. Đây mọi người ơi, đây là màu trắng đó mọi người này, màu trắng này. Màu trắng này. Màu trắng mọi người ơi, mình cao 1m55 và nặng 47 cân cả nhà nhá. Em cao 1m55 và nặng 47 cân cả nhà nhá. Màu trắng này, lên màu vàng thì yêu nhá, lên màu vàng này. Có màu vàng thì lên màu vàng luôn này. Lên màu vàng luôn. Lên màu vàng luôn cả nhà ơi. Người tranh thủ nha. Em like mấy phút rồi em xin phép nghỉ này mọi người ơi. Ai lấy mã nào thì mọi người comment luôn giúp em nhá. Sáng mai 9 giờ nhé, em lại like tiếp cả nhà nhá. Like thêm nhiều siêu phẩm nữa. Mạch Quỳnh like. Chị like thì yeah. Thôi mà chị. Thôi chị không like được đâu. Sáng mai chị cũng phải như một á. Em mai lên 10 giờ like. 10 giờ thì chị cũng được. 12 giờ chị sang bên kia rồi. Em có biết ngày chị về chị chạy 4 cao. Chị phê lắm, chị phê đến tận óc luôn. Mọi người ai lấy mã này vào comment luôn giúp em nha. Cái này là 489 mọi người. Mã này là 489 mọi người nhá. Áo phao 489. Về tận óc em biết là 489 tình yêu ơi, 489 tình yêu nhá. Mã này 489 này. Mặc thử vào luôn cho mọi người xem. Kéo chị ra đây mặc. Nhưng may là cũng có khách này, còn đầy nhà. 489 cả nhà, ai lấy thì chốt giúp em nhé mọi người nhá. Hay là em chưa cài hẳn hoi đâu nha. 489 mọi người ơi. Ấm quá. Áo kaki vàng 599 lúc nãy à? Ok được rồi. Áo đây, cái đấy là áo phao mọi người nhá. 489k kèm số điện thoại đi cả nhà nhá. Con thôi, em chỉ còn một con thôi cho mọi người ạ. Em chỉ còn một con này đây, rất là đẹp. 489k mọi người ai lấy thì comment lại luôn cho em, hoặc là nếu không mọi người có thể chụp ảnh màn hình và gửi vào trong tin nhắn giúp em nhá. Bên em ngày mai sẽ check kỹ inbox của mọi người nhá. Thôi nghỉ đi em ơi. Mọi người ngày mai nhớ nghe điện thoại giúp em nhá. Ok Hường Nguyễn nhá, chốt 489 vàng. Ok Hường Nguyễn một cái phao vàng này. Khách hàng cuối cùng. Nào mọi người ơi. Ok tình yêu nhá, có gì bên em sẽ gọi đến chốt đơn cho các chị nhá. Hẹn các chị ngày mai gặp lại các chị yêu nha. Kaki đỏ chị thử đi. Kaki đỏ à? Thử lốt để kaki đỏ nhá. Đây kaki đỏ đây cả nhà ơi. Kaki đỏ là 649k tí ơi. Có để lót lông mọi người nhá. Mọi người bên trong là lót lông mọi người này. Bên trong lót lông nhá mọi người nhá. Lót nhung cực đẹp luôn. Kaki vàng không còn. À kaki vàng. Nó không phải là kaki vàng đâu. Ok Thanh Thanh 489 Thanh Thanh màu trắng. Thanh Thanh cho một cái vàng 489 nhá. Hãy hàng số màu 2. Trắng, màu trắng. Ok tình yêu nha. Ai lấy thì con này của em là giá là của nó là 600. Có màu hồng Sukara nhỉ? 650. 650 hàng okay. Một cả nhà nhá. Thu Hiếp Hà Lan 489 vàng nha. Ok, bốn chút ba con nữa. Ok tình yêu nha. Mọi người ơi, ai lấy con đỏ thì comment luôn giúp em nhá. Mọi người tranh thủ nhanh mọi người, nhà em chuẩn bị kết thúc mai rồi. Muộn rồi các chị ơi. Thôi hẹn các chị tối mai nhá. Ngày mai nhà em sẽ lên thêm cho các chị yêu xem siêu phẩm nha các chị yêu nhá. Ok ạ. Kaki đỏ có size không ạ? Kaki đỏ này hàng này không vừa size các chị nhá. Free size, rất là dễ mặc, mọi người yên tâm. Rất là ấm luôn. Đúng rồi, mọi người có thể cho em chiều cao cân nặng ở nhà em tư vấn cho nhá. Rồi rất là đẹp luôn, lót lông này, chân eo bên này. Trong luôn nhá. Lót lông này, thắt eo này, mũ lông rất là to luôn. 649k mọi người ơi, rất là rẻ. Thật sự dưới cái giá này rất là rẻ luôn. Con này mọi người mua tiền triệu là chuyện có bình thường không? Thật sự nhà em nói. Các shop khác bình thường. Bên em bán rẻ được các chị ơi. Các số khác bình thường người ta cũng phải bán 8-900 bởi vì đây là hàng lót lông này, lông mịn như thế này nữa mọi người ạ. Lại còn rút eo nữa. Rút eo đây các chị này. Đấy. Eo đây nhá.
Rồi mọi người ơi, ai chốt mẫu gì thì comment nốt thì em nhận nha. Rồi, nếu không được mọi người có thể là chụp ảnh màn hình sau đó gửi vào trong tin nhắn giúp em mọi người nha. Kaki vàng free size, tất cả hàng free size hết mọi người ạ. Mẫu nào có size thì em sẽ báo nhá. Ok tình yêu nha. Bye 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 mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhá. 8 giờ tối hàng ngày mọi người nhá. 8 giờ tối ngày mai tiếp tục lên sóng mọi người nha. Và 9 giờ nha. 9:30 sáng và 8 giờ nha. Xin chào tình yêu nha. Bye bye mọi người. À, cho em xem lại cái 499 trắng đi. 499 trắng. Đấy là sao em nhớ. Đây ạ, 499 trắng đây cả nhà ơi. 499 trắng đây nha mọi người nhá. Mọi người không đỡ rời xa rồi. 499 trắng đấy cả nhà nhá. Đây là cái mũ lông của nó đẹp dã man luôn. 499 trắng này, toàn là hàng cao cấp của cả nhà ơi. Nhìn nhận biết là hàng cao cấp của nhà mọi người nhá. Ai lấy comment luôn giúp em thì cả nhà nhá. 499 trắng này, quá đẹp luôn. Ok nhá. Ai lấy mã nào mọi người có thể là chốt trong tin nhắn giúp em nhé tình yêu nhá. Ok mọi người nha. Thanh Thanh có chốt nốt cái trắng này thì comment giúp nhà mình là trắng 499 nha. Chụp màn hình xong gửi vào trong tin nhắn giúp em tình yêu nha. Ok, xin chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhá. Bye bye cả nhà.